Kính thưa quý vị, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói, quan hệ Việt Nam-Vatican đầy triển vọng. Tiếp Hồng Y Fernando Filoni, Bộ trưởng Truyền giáo Tòa thánh Vatican, thăm và hoạt động một vụ tại Việt Nam. Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng nói, quan hệ Việt Nam-Vatican có triển vọng phía trước là hết sức tốt đẹp. Các báo Việt Nam đưa tin trong buổi tiếp còn có đặc phái viên không thường trú của Tòa thánh Vatican tại Việt Nam, Tổng giám mục Leopoldi Girelli và đại diện ban thường trực Hội đồng giám mục Việt Nam trang Việt Nam Net cùng ngày chạy tựa đề quan hệ Việt Nam Vatican chưa lúc nào tốt như hiện nay và trích dẫn ý kiến của ông Dũng về cuộc gặp. Hai bên đã duy trì đàm phán hàng năm, thường xuyên trao đổi, tiếp xúc, đối thoại, đặc biệt kết quả qua những cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây đã mở ra triển vọng đưa quan hệ giữa Việt Nam và Vatican tiến về phía trước và lên tầm cao mới. Với tinh thần đó, ông Dũng đề nghị hai bên tiếp tục đối thoại trên tinh thần chân thành, hiểu biết, tin cậy, trao đổi thẳng thắn, tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng sự khác biệt hiện nay vatican và hà nội chưa thiết lập quan hệ ngoại giao nhưng có nhiều chỉ dấu hai bên cùng hướng đến mục tiêu này